Dạ vâng, lời nói đầu tiên thì cho em gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe an toàn thể các anh em của Liềm Đam Mê Yêu Thích Đánh Chim Đêm trên toàn cả nước. Nội dung của video ngày hôm nay thì cơ sở bên em lại xin thanh lý cho anh em là về cái mẫu lèo lằm. Đi chi tiết về cái mẫu lèo này để cho anh em cùng tham khảo này. Về chiều cao kích thước của nó thì chiều rộng của nó là 2m, cái chiều cao của nó là 1m1. Đấy, phù hợp cho anh em là hai người sử dụng làm ở bên trong. Đấy, ngoài cái mẫu lèo này anh em sử dụng đánh chim đêm làm ở ngoài đồng thì anh em có thể là sử dụng tham khảo thêm là về cái vấn đề là anh em đi du lịch, đi dã ngoại thì anh em cũng có thể là tham khảo mua cho mình một cái lèo như thế này. Đấy, giá cả hiện tại ngày xưa thì lúc đang đầu vụ thì bên cơ sở bán là 350.000 đồng. Đấy, hiện tại thì giá thanh lý thì lát nữa em sẽ báo giá ở cái phần cuối video. Đấy, mong anh em là xem hết cái video để nhận biết được cái giá thanh lý. Còn về cái lèo này thì đối với anh em thợ đánh chim đêm ấy, thì tất cả anh em là đều phải cần cho mình một cái lèo. Đấy, ví dụ như là cái lèo kiên cố anh em dựng lên chẳng hạn, cái đấy rất là tốt. Còn đối với anh em mà đánh chuyển đồng từ điểm này đánh tới điểm khác thì anh em tham khảo cho mình là về cái mẫu lèo lắp ghép này. Về cái mẫu lèo này thì về cách thức hình thức sử dụng của nó thì khá là đơn giản, rất là nhiều video em giới thiệu thực tế cho anh em rồi. Đấy, còn anh em nào mà thắc mắc thì em sẽ để một cái đường link đấy chia sẻ cho anh em là cách dựng cái lèo này đấy, để anh em mua về anh em tham khảo. Còn nó đơn giản, nó chỉ có 4 cái gọng thôi, để anh em xoáy vào hình cái vó kéo cá rồi anh em luồn vào là xong thôi. Về mẫu lèo này với cái thời tiết anh em sử dụng được, cái thứ nhất là mưa nhỏ này anh em sử dụng được, cái thứ hai nữa là sương xuống, và cái thứ ba là mưa phùn, để anh em sử dụng cái mẫu lèo này rất là ổn định. Đấy, còn ví dụ mà mưa to ấy thì thường thường là anh em lên là rút quân, bởi vì cái lèo này không chịu được mưa to nhé. Đấy, cái gì chia sẻ thì chia sẻ thật cho anh em. Những cái phụ kiện cái lèo này thì anh em sẽ nhận được 4 cái ghim chân này để tránh tình trạng gió thổi bung lèo. Đấy, còn cái phần ở bên trong đây anh em, đây phần bên trong đây, phần bên trong thì anh em sẽ nhận được là đây là những cái mấu chốt này để liên kết lên là một cái lèo. Thì những cái này thì nó được làm bằng lan cáp lan carbon, đấy, nó rất là khỏe, đấy, rất là khỏe, không thể gãy được anh em nhé, đấy, không thể gãy được. Đấy, nó sẽ có ren đấu nối vào nhau. Đấy, cái này thì hình thức nhìn nó chỉ gói gọn này thôi, đâm ra anh em lắp rất là dễ, nó chỉ có khi tở ra nó chỉ có hai cái que thôi, hai que, còn những cái chốt kia thì anh em đấu vào nhau. Còn nào về cái lèo đây, anh em có thể thấy là cái chất vải của nó đây, anh em có thể thấy nó rất là kín. Đấy, hàng này thì anh em sử dụng vào mùa đông thì cực kỳ là ấm này, và cái thứ hai nữa là tránh được ví dụ những cái động vật tấn công anh em, ví dụ như là côn trùng, muỗi dín này, hoặc là rết, hoặc là rắn. Đấy, đây anh em sử dụng cái lèo này thì cực kỳ là ổn định. Đấy, còn hàng giá thanh lý hiện tại thời điểm này thì bên cơ sở đang mong muốn là với một cái giá là 300.000 đồng, trong đó đã bao gồm cước phí vận chuyển cho anh em rồi, bởi vì cái lèo này không có lãi suất thì bên cơ sở là thanh lý cho anh em là rẻ hơn 50.000 đồng so với cái thời điểm đầu vụ. Đấy, anh em nào xem được cái video này mà cần cho mình một cái mẫu lèo như thế này thì anh em nhấc máy lên điện thoại trực tiếp cho bên cơ sở em thông qua số điện thoại em để ở góc màn hình video ấy. Còn một video thì xin giới thiệu tới anh em đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại anh em ở những cái video lần sau.